Cá được có mấy con thôi. Mai tôi bật mí trước là mai đi nhặt cái rau dớn ấy, đi vào khe hái cái rau dớn về làm món rau dớn xào cá. Cá này là nhất đấy, chứ còn cá có vẩy không ngon đâu. Cá bống này xào rau dớn hợp lắm. Xin chào các bác. Đợt này tôi lên bản vừa rồi, mấy hôm vừa rồi bị ốm mệt quá, nằm nhà suốt mấy ngày, đầu óc cũng quay cuồng muốn đi ra ngoài chơi. Đến chiều hôm nay đỡ đỡ tí thì muốn ra suối chơi một lúc, thì tranh thủ chiều chiều nó mát ấy. Tôi cũng ra cầm mấy cần câu này, ra ngoài suối này câu ít cá. Mai làm mấy cái món ăn nó lạ lạ ngon ngon ở trên bản, và cũng để quay cái video làm những cái món ngon của Tây Bắc tôi giới thiệu cho các bác. Thì đơn giản hôm nay tôi chỉ cần một cái cần câu, một cái giỏ đựng cá nhỏ nhỏ này, và một đoạn dây câu của tôi có chuẩn bị sẵn rồi. Thế còn ra ngoài suối kia ta lấy cái bắt cái con cá, con sâu suối. Cái mùa tháng 3, tháng 4 là con sâu suối đang nhiều lắm. Ra chỉ cần lội nước xong là mò lúc là có đủ mồi câu luôn. Cái đấy là mồi câu chứ không phải đi đào giun đâu, giết gì đâu. Đấy, đi theo cái ruộng này đi ra ngoài suối kia một mình. Hôm nay trẻ con nó đi học hết nên là cũng chả có ai. Mà ngồi nhà nó buồn, hôm nay anh Thêm anh cũng đi vào rừng rồi. Chiều nay về chắc là có lá vả. Lá vả thì nếu mà câu được cá chiều nay cũng làm cái món canh lá vả luôn. Giờ ta cứ đi nhá. Trong các cái video của tôi làm ấy thì hầu hết các cái món ăn là bọn tôi tự kiếm. Cá mú hay là rau cỏ là cũng tự kiếm hoặc nhà trồng ra, nhưng tôi ít khi đi mua lắm. Chỉ có cái video mà cái con lươn nướng ống nứa trước ở Điện Biên ấy là bọn tôi phải mua, vì là ở đây những cái ruộng này nó rất nhiều lươn. Thế nhưng mà bắt không phải dễ, nó bắt là phải đợi khi gặt xong nhá. Gặt xong xong mọi người cầy lên rồi ấy, thì đi bắt lươn buổi tối này là đi cầm con dao đi chém có lươn hoặc là đơm. Nhưng mà nói chung là vất vả lắm, đi bắt lươn ăn này không đơn giản đâu, có hôm được có hôm không chứ. Còn đây hôm nay đi câu cá thôi, không có lươn liếc gì cả. Đây, chuẩn bị ra đến ngoài suối rồi. Nói chung là suối đây thì cá thì lúc nào cũng có thôi, chẳng qua là cá suối nó không to. Ngày xưa là cá suối to, chứ bây giờ cá suối nó cũng 2-3 ngón tay là nhiều rồi. Thế còn tôi câu kiểu hôm nay là câu cá bống nhá. Bác nào đã xem từng cái video xem câu cá bống của tôi thì biết ngay. Cá bống nó nhỏ thôi, còn to nhất nó chỉ bằng ngón tay thôi, nhưng nó không to hơn nữa đâu. Nên nhiều bác xem đừng có bảo là sao cá bé thì cũng bắt. Nó to nhất nó cũng chỉ như thế, không to hơn được nữa. Ai da, đi khó phết nhỉ. Đây phải đi ra cái chỗ kia, chỗ cái thác kìa. Câu cá này là phải tìm những chỗ có thác. Đây, ra lên suối đây rồi. Thì đầu tiên ra lên suối phải đi tìm cái con mồi đã, con sâu đá. Nó ở những cái hòn đá giữa dòng kìa. Giờ phải lội ra, chấp nhận ướt thôi. Bởi vì đã đi câu suối là ướt, kể cả không đi bắt mồi các bác vẫn phải lội đi câu, chứ không có chuyện là đi theo cái đường này để câu đâu. Rồi để đi ra kia bắt đã nhá. Đấy, đây là cái con sâu đá này. Tôi vừa lội ra chỗ đoạn kia để bắt. Đây, quần đã ướt hết thế này rồi. Cái con này thì mình cứ câu đến đâu mình bắt đấy. Bây giờ tôi phải chuẩn bị đồ câu xong là chạy ra kia. Nói chung hôm nay tôi sẽ cố gắng câu càng nhiều càng tốt, bởi vì là về làm thực phẩm chứ không phải tôi câu chơi nữa. Chứ máy quay thì tôi sẽ để trên bờ, chỉ cầm theo một cái máy chống nước ra kia thì có đoạn nào hay hay thì quay thôi. Không, tôi sẽ không giới thiệu gì nữa đâu nhá. Đấy, câu hơn tiếng được bằng này. Đồ xem nào. Ai giờ. Mấy con. À đây còn nữa cơ mà. Ai da. Đây, được có bằng này thôi. Chắc là khoảng hơn chục, 20 con gì đó. Giờ cũng muộn muộn rồi, chuẩn bị đi về thôi. Tôi câu được ít thế này ấy, bởi vì sao? Có hai vấn đề. Thứ nhất là cái cần câu lúc tôi mang ra ấy, không biết là nhà trẻ con người thế nào nó bị gãy rồi này. Đây, nó gãy. Bực quá cơ. Thế là tôi phải đi bẻ cái cần câu này chứ, đi nhặt cái cây tay tre ở dọc đường ở quanh đây này để tạm làm cần câu, bởi vì là không còn cần câu nữa. Đây này, cái cần này nó gãy như thế này cơ mà. Đây là cần câu của tôi này, lúc rút ra cầm phát là cứ gãy từng cục một đấy. Không biết trẻ con ở nhà hay là cái gì mà nó đè vào, mang đây rút ra là gãy luôn. Nên là thôi, chấp nhận là phải dùng cái cần tre kia chứ không chả nghe đi về. Thôi thế này cũng được rồi. Cái này chắc đủ mai làm món rau rừng đấy. Thôi đi về nha các bác nha. Cá được có mấy con thôi. Mai tôi bật mí trước là mai đi nhặt cái rau dớn ấy, đi vào khe hái cái rau dớn về làm món rau dớn xào cá. Cá này là nhất đấy, chứ còn cá có vẩy không ngon đâu. Cá bống này xào rau dớn hợp lắm.
đi về thôi. Lang thang lọ mọ một mình này cũng khiếp phết. Ui giời, sợ cái gì, đẹp chưa? Anh à? Em á? Vâng, đi câu cá à? Anh làm gì đấy? Thằng nhanh là thằng Điển à? Thằng Luyến à? Thằng Luyến đi bộ đội gì à? À, thôi em đi về trước đây. Anh làm đi, không có tối rồi. Anh dùng anh ở trên mà đấy. Đấy, các bác thấy đẹp không? Tôi vừa câu là chỗ kia kìa đấy. Đúng cái chỗ đầu ngón tay của tôi đấy. Đấy, câu chỗ đấy. Còn cái cây to kìa. Đó. Nhìn đẹp chưa? Dòng suối này hai bên là ruộng lúa, bên kia bên này. Chỗ kia đang đốt cái gì kìa. Đẹp lắm. Ôi giời, buổi chiều đi chơi này sướng. Cái này đến mùa 2 tháng nữa bắt đầu lúa nó chín đẹp lắm ấy. Vàng ươm. Thôi đi về thôi, cơm nước thêm muộn rồi. Bây giờ đi tìm rau dớn nấu với mấy con cá hôm qua đi câu. câu cả chiều được có mấy con. Ôi đi chùi đầy ướt thế. Rau dớn thì nó mọc ở các cái khe mà. Ôi xung quanh này sâu thế chị Trân ơi. Quay lại thôi, đi đằng bờ. Đây, hai cái rau dớn hái những cái này. Đây là cái lá già đây này. Lá già đây này. Thì còn đây là cái lá ngọn non, hái những cái này nhé. Đó, thế này. Đấy. Đấy, những cái ngọn non này là ăn là ngon. Chùi này, lung tung quá. Có vắt đấy, đây có vắt đấy. Thì về thôi. Vắt đây thì nhiều vô cùng. Chỗ ẩm ẩm thế này kìa. Xem chân đi xem nào. Không có. Đâu chỉ được một nắm rồi kìa. À thế này cũng đủ thôi mà. Đây này, các bác nhìn đây này. Cái cây rau dớn này này. Nó chính là cái ngọn của cái cây này đấy. Đây là cái rau dớn này. Ngày xưa các cụ đi bộ đội thì chắc chắn là cái này thì ai cũng biết thôi mà. Đi bộ đội thì ăn rau dớn. Thay cơm làm gì có cái rau gì khác ngoài rừng rau dớn là nhiều nhất. Cứ các cái khe là có. Đấy, đi lạc rừng mà đi thì dọc các cái khe chết đói chỉ có cái rau dớn này thôi mà. Nhưng mà rau này ăn nhiều nó nhát nhớt ấy. Khó ăn đấy. Phải biết cách ăn. Tí về nhà mà tôi xào cho mà xem. Đi vào kia, úi xì, ướt hết giày dép rồi. Đây là cái nương sắn này. Thế bên kia trồng cái ngô kia sao nó không lên được cả chị Trân? Từ hôm trồng rồi không mưa à? Em thấy cây nó bé lắm. Thôi đi về. Ôi, tự nhiên bị tịt mũi, khó chịu quá. Đi lại cái đường, bác nào nhớ cái đoạn này không? Đoạn này là chỗ hôm trước tôi hái rau má ăn. Bây giờ cái cây cứt lợn này nó lên hết rồi này. Trắng hết này. Đấy, toàn cây cứt lợn. Đẹp phết đấy chứ. Thôi đi, về đi. Sáng sớm mới mệt quá.
Đây là tất cả những cái nguyên liệu chúng tôi chuẩn bị từ ngày hôm qua đấy. Cá này hôm qua tôi đi câu này. Đây cá bống này, bục suối đấy. Cái rau dớn này là vừa sáng nay đi hái với chị Trăn ở trong rừng gần nhà đây. Ớt này tôi vừa bẻ ở ngoài vườn. Thì cái món rau dớn xào cá này là phải đúng cái con cá suối nhá, chứ bác xào mà cá ao là nó tanh lắm. Bây giờ ra là cái có tôi làm ẩm thực ấy thì có những cái món mà tôi làm để chỉ cho các bác biết thì các bác về các bác làm ở nhà. Thế còn những cái món này là mang cái chất thật ra là giới thiệu đấy, chứ còn bây giờ Hà Nội hay thành phố rất khó kiếm được cái rau dớn, hoặc là có rau dớn không kiếm được cái con cá suối đâu. Nhưng mà tôi làm thì các bác biết là xem là cái văn hóa ẩm thực Tây Bắc của tôi nó sẽ như thế nào. Với thứ hai là nhiều các cụ ngày xưa hay đi chiến tranh ấy ăn rau dớn, bây giờ muốn tìm lại cảm giác hoặc là nhìn cái rau dớn thế nào đây, tôi làm cái video này cho các bác tham khảo. Đơn giản thôi, bây giờ như này là cái rau dớn này tí chỉ cần rửa qua, ớt thì tí nữa thái miếng nhỏ nhỏ ra. Cái này không có dùng mắc khén hạt rổi gì đâu nhá, chỉ cần ớt này với lại muối hoặc là bột canh ấy, súp ấy. Nào, trước khi mang rau dớn đi rửa thì phải nhặt rau dớn á. Ô, con gà gáy to thế. Cái rau dớn này vừa mới nhặt về là cuộng này. Bây giờ các bác nhặt bỏ bớt những cái phần già nó đi. Phần già phải bỏ đi này. Thế còn cái này thì chẻ cái cuộng phải chẻ đôi nó ra. Giống như thế này này. Đấy, chẻ ra này. Xong tí mang đi rửa. Cái này nếu mà phơi ăn nó có khác không chị Trăn? Phơi thì ăn nó dài dài đấy. Phơi dài dài đúng không? Chứ còn ăn cái này nó giòn hơn nhỉ. Ngon đấy, cái món này hôm nay nhìn nó phải hấp dẫn đấy. Xào, từ xào rau dớn này, đầu tiên là các bác cho mỡ nha. Chứ đừng dùng dầu thực vật ngon đâu, mỡ xào đi. Xong rồi cho cá vào xào lên trước. Đấy. Bếp lửa nó mới ngon chứ. Ui, con cá này trông nó nhai được cả đầu cả đuôi chị Trăn ạ. Ngon lắm, phần phần. Còn rau dớn vừa nãy đã rửa sạch xong rồi này. Đấy, các bác nhìn không? Giờ cứ xào cho cái cá nó chín tí đã nhá. Khẩu bơ là làm sao à? Khẩu bơ thì lấy gạo vào nếp mình ngâm xong là phát thành bột xong là cho vào đây. Nếu mình đi cá chăm được thì mình làm ăn được. Cái này thành cháo bột ăn đấy. Cháo bột à? Rau vào, cá chín rồi đấy, cho rau vào xào. Ớt thì các bác cắt miếng nhỏ nhỏ ra xong cho cùng với rau luôn. Cái này là không cần phải cho ra mắc khén hạt rổi gì đâu nhá, chỉ có cho muối nhá. Muối nếu mà có mì chính thích thì cho thêm tí mì chính vào. Đó. Xong là xào rau dớn này không cần xào lâu đâu, xào tí chín thôi mà. Xào lâu nụn đấy. Nhiều bác thích phơi lên với xào, nhưng mà phơi lên nó dai. Với hai xào này không cần phơi đâu. Xào phơi là xào không thôi. Ôi giời, nhìn hấp dẫn thế nhỉ. Chả hết nước miếng. Ớt thì cay cay kiểu kia đấy chứ. Thế này mà em không biết, mấy lần trước đi suối với sông Đà này nhiều ấy, không biết làm ăn. Rốt thế. Rau dớn thì khe nào chả có. Khe nào chả có, rau dớn thì sông Đà có nhỉ. Ừ, sông Đà nhiều lắm. Rau này toàn ăn lá vả. Ăn lung tung, rau gì không chết thì cho vào nồi nấu hết ăn. Ra đi sông Đà vào bắt được cá con làm này. Một nồi to. Ăn. Đấy chín rồi này nhỉ. Cái con cá bống này xào nó không có xương mấy nó mới ngon. Cá to xào nó có xương ấy. Cá bống này xào nhỏ này ăn cả đầu cả đuôi ngon nhất này.
Rồi, chín rồi, bác cá thợi. Ôi da. Chị bỏ đây cho em này nè, đây cho nè. Cho nó sáng. Mình đi lấy cái đũa mình làm thử phát xem nào. Cho em mượn cái đũa đi. Nhìn xem nào. Ý, ngồi vào cái gì đấy? Nãy mình hái nhiều thế sao bây giờ nó tóp như thế này à? Đây này, cá này vẫn còn nguyên đây này. Con nào nát thì kệ nó. Bây giờ múc ra đĩa nha. Nào bây giờ tôi ăn thử trước tí đã nha. Các bác nhìn rau dơn vẫn còn xanh như này mà non vừa hái sáng nay đấy. Nó sẽ hơi nhớt nhớt một tí. Đây. Gắp thêm một tí cá nữa xem nào. Đây có cái đuôi cá đây. Hoàn chỉnh nha, một miếng. Nhìn thấy chưa? Rồi, ăn thử xem nào. Rau dớn không hề nhớt tí nào nhá. Hơi cay một tí. Nghe cái ớt này. À, ngon lắm chị Trang ạ. Múc cái bát ăn cơm đi. Ôi, ngon. Cái này thì chỉ cần cho muối muối thôi. Còn các bác thích chốc cho chấm thì ngon như bọn tôi thì đấy. Pha ma khén hạt dổi sau. Thích thì chấm chấm thì thôi. Còn đây tôi đang nướng hạt dổi. Còn tí nữa pha nước chấm. Rồi thì lấy đĩa múc đã. Đây, đây là món rau dớn với lại cá bống đã hoàn chỉnh. Bỏ ra ngoài này. Kinh khảo ra. Pakut à? Pakut. Pakut là rau dớn. Để đây, tí nữa ăn cơm. Các bác nhớ là nếu mà trong trường hợp các bác đi những cái vùng sâu, vùng xa ấy, có điều kiện, đặc biệt là vào cái mùa khô tháng 3, tháng 4, tháng 5 ấy, con cá bống suối dễ bắt này, thì hỏi bà con đấy nhờ làm cái món này cho ăn, ngon lắm, mất hơi mất công một tí. Và rừng tìm rau dớn này, cá này, đó, ngon chưa? Rồi, cảm ơn các bác, bọn tôi chuẩn bị ăn cơm đã. Ngon á cái già, ngon, kinh đi đấy nhỉ, kinh đi là ngon đấy. Rồi, thôi, cảm ơn các bác nha.